Vâng, có cung tê, có cung tê của màu tám. Vâng, có cung tê của màu tám. Vâng, như vậy là một giò một tê. Bắt được con giò này không? Vâng, con giò này vẫn chưa chết, nhưng con giò này do bây giờ thì đúng là chỉ là một con giò thôi. Nó mang đúng cái nghĩa đen của nó là con giò thôi. Đã lên đời. Cường thủ P. Đội bạn thì là màu 8. Màu 8 là người cầm Mia. Đúng không nhỉ? Không, màu 8 là người cầm Minoan. Minoan đánh cung. Còn Mia là của game thủ Mai Nguyễn, tức là Sen Club, người đánh chém trận đấu này. 2T luôn rồi nhóm Min. Đây là bài Min khỏe. Điểm đầu mới vẫn sắp được 2T. Vâng, bây giờ thì công vãi gỗ. Xin con quẩy ra cũng được. Vâng, con ngựa giò hết máu. Nó vẫn chơi chết được con phù. Quá là cày từ này. Vâng, vẫn chưa bò kín. Đến từ màu 8, Minoan. Lớp thăm lại 29. Yamato đang có một lợi thế tạm thời rất lớn trước nhà của game thủ bản nhất. Khổ quá, Roman có lạc đà anh em. Chỉ là 15 thôi. Trông chờ vào cái lớp. Trông chờ vào cái lớp. Một tên cũng rồi, Hitty đi rỉa dân rất là chất lượng. Sẽ rất chất lượng dành cho game thủ Vlog trong trận đấu này. Trông chờ vào Vlog thôi. Cùng Nga của Minoan sẽ đấu đầu với những con cung Hitty. Đang cố gắng tách những con cung R ra làm hai đạo để có thể đi rỉa dân cũng như là đi bắn vào những con người chém tốt hơn. Chạy dân, chạy dân, chạy dân. Vâng, Yamato đang chém hai nhà trận này luôn. Rất khỏe cho mùa 1. Bây giờ thì vẻ bắt ngựa chém của Ia. Cẩn thận, ngựa chém Ia vừa bổ sung cho một tên nữa. Rất đông những con chém của một. Siêu đông. Nhất tham lai là 18 nhưng 32. Cung Nga đã đẩy rồi. Một khoảnh ruộng khá ấm của game thủ Xiang Club mình cầm đi à.
Và đây là lý do tại sao cái lượng chém lại chạy đều tới như vậy. Và lớp vẫn cứ tham mở Nam X. Thêm 3 con chém nó Kuya nằm xuống. Điều cũng giờ cũng đang là cực kỳ khéo. Cùng Nga đẩy tới nhà BA của lớp rồi. Rất đông Cùng Nga mình. Và có lẽ tầm xa đã mắc binh. Cho dù là chưa mắc binh thì người ta vẫn đơn đang hơn hai mình. Vâng, hơn mình hai cái tầm xa.